Hôm nay mồng 2 Tết nè. Bếp nhà ta nấu chuẩn bị món chả giò nè. Liệu gồm tôm nè, tôm mà để nguyên con, rửa sạch, ngâm giấm, muối rửa sạch để ra nè, nguyên con nè. Cái này là đã nhồi rồi. Là gồm là thịt bằm nhuyễn nè. Nấm mèo nè. Bún nè. Bún hay cà rốt nè. Hành tây nè, hành tím nè. Rồi tỏi nè. Rồi gia vị trộn đều vô nhau. Đó. Bây giờ là còn nó là cái nêm gia vị rồi. Bây giờ chuẩn bị cuốn. Cái này là bên này dùng bánh tráng này để cuốn Canada đó. Đó là chả giò cuốn ở Canada có ngon hay không nha. Rồi, mời các bạn vô bắt đầu. Bỏ thịt vô ha, một bỏ con tôm, làm cho nó dài ra, rồi vắt lên cho nó đều cái tay đó, vuốt cho nó đều ra hai bên, ập này vô thấy không, rồi cho một tí này vô, cái này là nước nước bột á, để cho nó dính đó, được xong. Cái thứ hai đó, con tôm bẻ ra cho nó vô cái dừa. Cuốn cái bánh này ăn ngon hơn là ở Việt bánh này là bánh tráng của hàng Hàn Quốc thôi à. Đó, đáng lại làm là có bao tay, thành thử là đó, cuốn bằng cái tay mình sẽ là được nhanh. Nào, chuẩn bị bỏ vô chiên cho cả nhà ăn. Rồi, bye. Đây chả giò chiên. Đó, đang còn chiên đó. Bằng cái son này. Đó. Cái này là bánh pie. Chuẩn bị chiên cho mấy đứa con đó. Rồi, mời cả nhà đây, chuẩn bị luộc bún, cắt rau, ăn bún chả giò.